gặp mẹ một lần để hỏi mẹ sao mẹ nỡ lòng mẹ bỏ con. Dù mẹ giận cha cỡ nào mẹ cũng phải về cho con thấy mặt, biết mặt mẹ một lần. Phía trước màn hình mọi người đang xem là em Hòa, năm nay 22 tuổi. Số phận bất hạnh khi em vừa mới sinh ra được 1 tuổi, mẹ đã bỏ đi và có gia đình mới. Cha vì quá đau buồn nên cũng đã ra đi, chỉ mình em sống với bà nội. Em mong muốn nhìn thấy mặt mẹ một lần trong đời. Nghe cha kể, mẹ tên là Thạch Thị Phượng, quê ở Trà Vinh, sau đó lên Bình Dương và có gia đình mới. Không có cha, có mẹ, có mình con, không có ai hết. Nhìn có thấy người ta có mẹ con cũng tủi thân lắm chứ bộ. À, rồi con cũng không có xuống là, gặp cô không Bo ha. Lúc này cô Bo khỏe không? Lúc này cũng khỏe, còn đi bán vé số. Dạ, rồi. À, cháu cô Bo tên gì, nói cho mọi người biết ha, em gái. Dạ, Võ Thị Hòa. Võ Thị Hòa ha. Võ Thị Hòa năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 22. À, Võ Thị Hòa năm nay là 22 tuổi. Rồi, hôm nay thì cháu cô đó cũng muốn tìm mẹ đó, thì không biết là lúc ngày xưa đó mẹ bỏ đi như thế nào, thì cô Bo chia sẻ câu chuyện rõ cho mọi người được biết, để có thể là cô chú anh chị ở đâu có thể thấy được, hoặc là người mẹ có thể thấy video clip này, có thể quay trở về để một lần trong đời có thể gặp đứa con gái của mình. Đúng rồi. Dạ. Rồi lúc đó thì như thế nào là mẹ bỏ đi á cô Bo? Hồi lúc đầu á thì là ở với bà. Dạ. Rồi bà cũng được ở nhà bình ấu, bà cũng đi bán vé số, hồi đi bán từ 1-2 giờ chiều mới về. Dạ. Thế là ở nhà hai chồng nó lộn xáo, bà cũng không có biết. Thế nó bỏ đi, thấy thằng con ruột của bà ẩm nhỏ này không cần như cười nhau, rồi bà mới hỏi nó chị vợ mày đâu. Nó về lộn với con vài tiếng, nó quẩn quần áo, nó về với nó rồi. Rồi bà mới nói, thôi bây giờ con chạy theo liền đi, đi chỗ bên xe. Nói mẹ đi băng số về rồi, bây giờ mẹ kêu về. Giữ bé Hòa, chứ mẹ không có chịu nuôi đâu. Bé Hòa nó còn nhỏ lắm. Rồi nó bỏ lên xe đi mất tiêu rồi. Mà trong khi đó bà đi băng số cũng chưa có tiền cho tiền xe nó lên bên Trà Vinh á. Rồi bà đi bán chừng cũng chừng một tuần á, rồi bà lấy tiền góp người ta cho tiền nó đi lên bên bà ngoại, ông ngoại nó hồi nó gặp nhau hồi xưa ở đó đó. Rồi mới đi bà ngoại, ông ngoại nó nói không có gì đây, bà má tưởng ở với con. Rồi mới con ba nhỏ này là con của bà nè, nói về lộn với tôi lại mà tôi chưa có tiền lời kiếm. Dạ. Rồi ba mẹ nó nói thôi bây giờ nó không có về đây đâu, bây giờ con lên Bình Dương á, chỗ cũ á, con với nó hồi lúc mà gặp nhau lần đầu đó, ba má cho tiền đi kiếm gặp trong nhà trọ anh ta có chồng. À, rồi lúc đó là Hòa lúc đó là bao nhiêu tuổi cô Bo? Lúc đó bà được 1 tuổi rồi, biết bò rồi bà. Rồi lúc đó là cũng mới biết bò thôi, cũng chưa biết mặt mẹ như thế nào hết. Chưa. Dạ. Rồi mẹ đi nó cũng chưa là biết rõ, chưa biết mặt mẹ như thế nào hết, cũng như là chăm sóc cho nó, bú chăm gì cho nó ngủ thôi, chừng đi khỏi rồi nó quên rồi. Dạ. Không có nhớ được. Dạ. Vậy đó. Rồi khi mà con của cô Bo đó là đi lên tìm kiếm mẹ của Hòa thì lên nhà trọ ở trên Bình Dương hả? À. Lúc đó là trên đó ngày xưa làm việc chung hay như thế nào cô Bo? Rồi nó lên nhà trọ hồi lúc mà ở chung người trai gái gặp lần đầu đi làm mướn đó. Dạ. Rồi mẹ với bà đó là nói tôi về lộn với anh đó, là tôi lên đây rồi tôi lỡ tôi có chồng rồi. Giờ anh Thuận anh quay về ở với mẹ với nuôi bé Hòa đi. Dạ. Rồi nghe lời con ruột mình về đấy, bây giờ nói sao bây giờ? Cũng tội nghiệp cho con mình, tội nghiệp cho cháu mồ côi nữa. Dạ. Gắng nuôi rồi có tiền thì mình mua hộp sữa gì cho bố, có tiền cho uống nước cốm. À. Mua chắc gà, rồi đó mình nấu củi á. Dạ. Chắc gà tôi nè, rồi bỏ đường xa rồi quẩy đổ vô nước cho đi cho uống, ngủ sáng đêm vậy đó. Dạ. Rồi đi làm giác gạo á. Dạ. Giác gạo bao bố làm nhà máy đó, thì bệnh rồi
đem đi trạm y tế xin thuốc uống có giấy bảo hiểm đó, ta nói bị lao lực. Dạ. Thôi uống thuốc không hết, bị lao lực á. Dạ. Ôi nằm đó với lại lúc đó không có tiền mua thuốc uống, thuốc trạm y tế cho không đó. Dạ. Vùi ghét nó cũng chết tốt lắm. Không hiểu ăn, uống nước không à. Rồi từ đó nay cha mình mất tới 10 năm á. Chưa biết mặt mẹ luôn. Hồi lúc mà còn ở với cha là cha có bao giờ cha có kể về mẹ cho Hòa nghe không? Có. Cũng như kể như thế nào, cũng như là mẹ như thế nào á, để coi. Dạ, lúc đó cha nói cha cũng đi kiếm mẹ, cha lên trại Vinh kiếm mẹ xong rồi nói gặp ông bà ngoại á, cha nói gặp ông bà ngoại, rồi cha kể là nói mẹ đi lên Bình Dương rồi, bây giờ mẹ cũng có chồng khác, có con khác. Cha kể là giờ ở với bà nội không à. Giờ muốn gặp mẹ một lần để hỏi mẹ sao mẹ nỡ lòng mẹ bỏ con, dù mẹ giận cha cỡ nào mẹ cũng phải về cho con thấy mặt, biết mặt mẹ một lần. Đi học á, người ta ai cũng có cha có mẹ, có mình con à, không có ai hết. Nhìn có thấy người ta có mẹ con cũng tủi thân lắm chứ bộ. Giờ con muốn chỉ gặp mặt mẹ một lần cho con biết con cũng có mẹ giống như người ta. Nếu mẹ có xem video này á, mẹ thấy có con á, mẹ cho con gặp mặt mẹ một lần thôi. Con chỉ mong muốn vậy thôi, con không mong muốn gì nữa đó. Đây thì Hòa có biết là tên của mẹ là họ tên đầy đủ là gì không? Dạ, Thạch Thị Phượng. Mẹ tên là Thạch Thị Phượng. Dạ, nghe cha nói là vậy đó. Rồi từ lúc mà nhà của ông bà ngoại là Hòa cũng chưa bao giờ được đi tới một lần nào hết. Dạ chưa. Ở đây thì cô Bo có biết nhà của bà ông bà ngoại của Hòa luôn không? Không biết. Cũng không biết luôn hả? Của lớn nghe nói. Là ở bên Trà Vinh thôi, là biết ở bên Trà Vinh. Ở Trà Vinh mà ở gần chùa lớn. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì hai vợ chồng gặp nhau là có cưới hỏi hay gì để không cô Bo? Rồi lúc đó là chỉ có gặp nhau là sống nhau thôi chứ không có là cưới hỏi. Đi làm mướn ở Bình Dương. Mẹ đi Hòa cũng đi làm mướn. Dạ. Rồi cha đi Hòa cũng đi làm mướn. Dạ. Rồi hai đứa gặp nhau. Dạ. Gặp nhau rồi mướn nhà trò ở. Rồi sau này có sinh bé Hòa rồi được 5 cho tháng hay đâu lại ở với mẹ. Dạ. Rồi con buộc ba với bà đó, con của bà nè, nó như mẹ ơi mình ơi. Dạ. Bây giờ mình có con rồi trở về nhà mẹ ở. Rồi hai chồng lại ở thời gian sau này gây lộn. Mẹ bé bà đi lên Bình Dương chỗ ở cũ đó. Có tuần khác nữa. Cha bé bà thì có đi kiếm. Rồi ta nói ta có chồng rồi, bây giờ anh về anh lấy vợ đi. Cho bé bà, cho bà nội nuôi đi. Rồi thành ta cha nó cũng hiện rồi quay về buồn đi làm mướn làm này ăn nhậu với cái mang được lao được. Nhưng mà mẹ có xem được cái video này á, mẹ về gặp con một lần. Con thì cũng ở chỗ cũ ở với bà nội vậy nè, ở chùa Sâm Công. Con cũng có gia đình rồi. Con cũng có hai đứa cháu. Trai con thì nó cũng 4 tuổi rồi, gái con mới có mấy tháng à. Con tại chồng con cũng mồ côi. Tại con muốn tìm mấy anh YouTuber clip này để gặp mẹ một lần. Để con biết mặt mẹ, để cho con cũng có mẹ giống như người ta. Chồng con nó cũng mồ côi cha mẹ hết. Con cũng tủi thân lắm. Nhìn người ta có cha có mẹ con cũng tủi thân lắm. Nếu mẹ xem được cái video này á, mẹ gặp tìm con một lần. Nói chung thì dẫu biết là mẹ của Hòa đó là cũng có gia đình, nhưng mà nếu như xem được video clip này cũng như là cái máu mủ của mình, thì nếu được có thể bỏ chút thời gian hay là có thể gọi điện đến để có thể gặp đứa con tại ở đây đợt. Thì tính ra là Hòa là nay là hai mấy tuổi? 22. 22 tuổi rồi. Cũng khi mà nghe bà nội nhắc đến mẹ là lúc nào Hòa cũng khóc hết trơn. Thì nói chung rất là
mong muốn có một cái người mẹ đó cả nhà. Nên hôm nay thì cũng thông qua video clip này, hôm nay cũng mong muốn cả nhà mình có thể chia sẻ, nếu mà video được lan tỏa có thể gặp được mẹ của bà để hai mẹ con có thể sum họp với nhau ha. Rồi nay cô Ba có thông qua ô này thì cô Ba có muốn gửi lời, cũng như nếu như mẹ của bà có nói có xem video thì cô Ba có muốn nói gì không cô Ba? Thì nói nghe cháu nói với cô tội nghiệp mà đứa con á, thì coi như ô trời lên gặp bà cũng mừng cho con. Dạ, kiểu như đợi cháu một cô gì đó. Dạ. Để mới gặp mẹ nó rồi bà cũng mừng cảm ơn cho lời cho con. Dạ. Rồi vậy hôm nay cũng cảm ơn cô Bo thôi thì mình cũng chia sẻ video ha, hy vọng video sẽ được lan tỏa và tìm và thấy mẹ cho bé Hoàng ngày hôm nay. Cha cũng mất rồi. Dạ cũng mất rồi. Còn con còn có mẹ đâu, nếu mẹ có mẹ còn mẹ lại tìm con một lần, cha mất rồi. Còn giờ một cô không cha không mẹ. Ra đường ai cũng ta cười chê ta. Ta khinh ta bỉ hết á. Nếu mẹ có thấy video này mẹ liên hệ với anh Trung hoặc qua tìm con ở chỗ cũ á, đường chùa Sâm Gông nè, ở nhà cũ mình á. Nếu mẹ có thấy video này mẹ lại tìm con một lần. Rồi, vậy thôi thì cũng Trung cũng xin chia sẻ video tới đây thôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video này ha. Và xin hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo.